Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Let's go. Clear vision. Ok. Start mission. Okay. Wow. Okay. Đây, nhiệm vụ là mình phải giết cô gái này. Anh chàng này chạy đi hết luôn, tài thật. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Jolly Trigger Sleeper. Let's go. Oh my gosh. Let's go, man. Okay, let's go. Đây, một chiếc xe ô tô. Wow, rất là đông.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sleeper 3D Assassin. Let's go. Làm viên. Thôi thôi rồi. Oh my god. Sẽ lại của nó. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Sleeper Hollow. Let's go. Này, đồng minh của mình. Anh chàng này thì đang đeo bom. Kiếm tiền ở trong này, sau đó thì các bạn sẽ nâng cấp cho súng của mình khỏe lên. Let's go. Wow. Đây, các bạn bắn trong vòng 30 giây xem là bao nhiêu đối thủ. Oh my god, xảy ra.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sombrero. Let's go. Tốc đạn cho khỏe lên đi. Oh my god, cái nào đây? Cái này đi. Tiếp tục tăng đạn. Rồi, này khá là hay các bạn nhé. Oh my god, xíu một chút đạn thôi. Wow, nâng cấp lên rất là khỏe luôn. Đi. Đập bot rồi. Ok, let's go. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Hitman Sniper. Let's go. Make squid. Udity. Hitman Sniper. Ok. Bảo vệ anh chàng này. Whisper. Get ready. They're coming. Whoa, whoa, whoa.
với Ford. Cái này thì đông hơn đấy. Cần các bạn phải thật nhanh chóng tiêu diệt. Đâu ra OK, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Listen. Compton. Oh my god. Okay. Cái này các bạn phải bắn theo thời gian, chậm quá là các bạn thua. Vừa kịp thời gian, ok. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Jolly Shaker của hãng Say Game. Let's go.
往猫的下摆边。Let's go。Let's go. So OK, 我为大家明显上的跟着跳。Sleeper try. 到今天的各位是我的那么感谢。OK.Let's go.Got one. That was a kill. Còn về sau thì nhân vật của các bạn tìm càng bắn nhanh hơn, cho nên các bạn phải tìm thật nhanh. Round 1. Đây rồi.Okay.
来哥。Let's go. Oh my god.Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang kênh tiếp theo. Let's go. Oh my god.Tướng rồi.OK. Để xong kéo lại các bạn thấy yếu.OK, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. A mess. Let's go.Mặt nạ rất là đẹp. Sáu ba năm đi.
Let's go. Rồi, lên xe chạy thôi. Rất là đẹp trai. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Kizaz. Let's go. Oh my gosh. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.